Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố lực lượng phòng vệ Kiev sẽ tiếp tục tiến công và kiểm soát một số vùng lãnh thổ của Nga. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin Tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ukraine tuyên bố sẽ tiếp đà tấn công sẵn sàng kiểm soát thêm lãnh thổ Nga. Nga đổi chiến thuật ở Kharkiv, vùng biên Ukraine rung chuyển vì các vụ tấn công. Vì sao Nga lại tìm cách chiếm giữ thành phố chiến lược Vodok ở miền đông Ukraine? Chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của mình tại một số khu vực gần biên giới Ukraine. Hôm nay, như mọi ngày, quỹ trao đổi của chúng ta đã được bổ sung. Cảm ơn các chiến binh, điều này sẽ giúp đưa nhiều người của chúng ta trở về nhà từ nơi Nga bị giam giữ. Tổng thống Ukraine Zelensky nói trong bài phát biểu vào ngày 28 tháng 8, chúng ta cũng phải hiểu rằng mọi áp lực mà chúng ta đã chuyển sang Nga có nghĩa là họ không thể gây thêm áp lực lên tỉnh Donetsk của chúng ta nữa. Theo Tổng thống Zelensky, ngoài việc kiểm soát thêm một số vùng lãnh thổ Nga gần biên giới Ukraine, cuộc đột kích vào vùng Kursk của Nga cũng giúp Kiev mở rộng quỹ trao đổi tù binh. Theo đó, Ukraine sẽ trao đổi những tù binh Nga mà lực lượng Kiev đã bắt giữ để đổi lấy những tù binh Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Zelensky hôm 27 tháng 8 tuyên bố Kiev đã bổ sung đáng kể quỹ trao đổi gồm 594 tù binh của lực lượng vũ trang Nga đã bị bắt trên mặt trận Kursk. Sau 3 tuần đột kích, Ukraine thông báo đã kiểm soát 1.294 m² lãnh thổ, tương đương 100 khu định cư ở Nga. Tướng Zelensky cho biết, một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là chuyển hướng lực lượng đáng kể của Nga ra khỏi các mặt trận khác, đặc biệt là từ Vodok và Kudakovi. Tổng thống Zelensky hôm qua cũng thừa nhận tình hình vô cùng khó khăn ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, nơi tập trung phần lớn nỗ lực tấn công và lực lượng của Nga, cụ thể là ở mặt trận Vodok. Khả năng phục hồi của mỗi đơn vị của chúng ta cũng như khả năng hạ gục đối phương hiện rất quan trọng. Tôi muốn cảm ơn mọi người lính và mọi chỉ huy đang giữ chức vụ của mình, Tổng thống Ukraine nói thêm. Quân đội Nga đã tiếp tục gây áp lực ở khu vực Vodok thuộc vùng Donetsk. Ông cảnh báo kịch bản ở Bakhmut có thể lặp lại, có nghĩa là Nga sẽ chịu thương vong lớn để giành được lãnh thổ. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga có thể sẽ phải chịu tới 60.000 thương vong nếu tiếp tục tấn công Vodok. Vodok là một trung tâm hậu cần quan trọng và sẽ là bước tiến đáng kể nếu Nga giành được. Nếu Vodok thất thủ, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho hệ thống phòng thủ của Ukraine và đưa Nga đến gần hơn với mục tiêu đã nêu là giành được khu vực Donetsk. Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố chiến dịch của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga đã đạt được mục tiêu là ngăn chặn việc Moscow kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy của Ukraine. Trước đó, lực lượng chính quy của Ukraine vượt qua vùng Sumy ở đông bắc nước này để tiến vào vùng Kursk của Nga hôm 6/8. Trong bài phát biểu nhân dịp quốc khánh Ukraine hôm 24 tháng 8, Tổng thống Zelensky khẳng định chiến dịch Kursk là một phần trong chiến lược của Kiev nhằm đưa xung đột sang lãnh thổ Nga. Ông nhấn mạnh Ukraine sẽ sớm có được khả năng tấn công đáp trả bất cứ ở đâu. Ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ không cho phép bất cứ ai biến lãnh thổ nước này thành vùng xám và rằng Nga không thể vạch lằn ranh đỏ nào với Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh những gì Moscow mang đến Ukraine giờ đây đã trở lại lãnh thổ Nga. Ông tuyên bố sự trả đũa của Ukraine sẽ cân xứng. Tuy nhiên, Ukraine cho đến nay vẫn khẳng định cuộc đột kích không nhằm chiếm giữ lãnh thổ Nga mà để tạo vùng đệm bảo vệ cho người dân ở các vùng biên giới của Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Moscow. Giới chức Ukraine cho biết quân Nga vẫn tiếp tục tấn công dữ dội ở mặt trận Kharkiv nhưng đã thay đổi chiến thuật tập kích. Lãnh đạo bộ phận truyền thông của Lữ đoàn Không vận Độc lập số 77 thuộc lực lượng tấn công đường không Ukraine cho hay, quân Nga chủ yếu tấn công với phương tiện là xe máy và xe địa hình buggy hoặc là đi bộ. Điểm khác biệt là hiện họ sử dụng rất ít xe bọc thép. Dẫn lời quan chức nói trên, kể từ khi Kiev bắt đầu chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk của Nga, tình hình ở vùng Kharkiv về cơ bản không có thay đổi nào lớn. Các lực lượng Moscow tiếp tục tiến công, nhưng cường độ tập kích đã giảm từ 10 vụ trên một ngày xuống còn 1 đến 2 vụ trên ngày. Tình hình trong khu vực chúng tôi phụ trách vẫn căng thẳng, nhưng được kiểm soát, binh lính của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để kiềm chế và cản đường đối phương, đại diện Lữ đoàn Không vận Độc lập số 77 nhấn mạnh. Vùng biên Ukraine rung chuyển vì các vụ tấn công.
Lebedev, điều phối viên mạng lưới ngầm thân Nga tại Mykolaiv thuộc vùng Mykolaiv, miền nam Ukraine, chia sẻ rằng các kho quân sự và một ga đường sắt phục vụ việc tập kết và phân loại đạn dược của các lực lượng Kiev ở vùng biên giới Sumy đã bị tấn công hôm 22 tháng 8. Tại thành phố Sumy, ghế sofa và bàn ghế rung lắc dữ dội lúc 22 giờ 25 phút vì đợt tấn công đó. Trước đó trong ngày, truyền thông Ukraine cũng đưa tin về các vụ nổ ở Sumy trong bối cảnh chính quyền địa phương đã cho báo động không kích. Khu vực Sumy của Ukraine giáp với vùng biên giới Kursk, Belgorod và Berdyansk của Nga. Thành phố thủ phủ của Sumy nằm cách biên giới khoảng 30 km và có một giao lộ nối với thành phố Sudha của nước láng giềng. Lực lượng Nga đang tiến gần đến thành phố Podolsk có vị trí chiến lược quan trọng ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, khiến một số người dân phải sơ tán vì lo sợ thành phố sẽ sụp đổ trong những tuần tới. Podolsk là gì? Podolsk là một trung tâm đường bộ, đường sắt và là một thành phố có dân số trước chiến tranh là 60.000 người. Hàng chục nghìn người vẫn ở lại mặc dù có rất nhiều người đã di tản. Podolsk nằm trên một tuyến đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác do Ukraine chiếm giữ, chẳng hạn như thị trấn Chasivka và Kutianika ở vùng Donetsk. Podolsk có một mỏ than là nơi sản xuất than cốc lớn nhất của Ukraine, được sử dụng trong ngành công nghiệp thép và đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế trước chiến tranh, chỉ cách đó 20 phút lái xe về phía Tây. Kể từ năm 2014, khi Ukraine mất quyền kiểm soát thủ phủ khu vực, thành phố Donetsk, Podolsk đã là nơi đặt trụ sở của một trường đại học kỹ thuật quan trọng, lớn nhất và lâu đời nhất trong khu vực rộng lớn hơn. Tại sao Nga muốn có Podolsk? Nga tuyên bố đã sáp nhập khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, một tuyên bố bị Kiev coi là bất hợp pháp và coi việc kiểm soát Podolsk là bước đệm quan trọng để sáp nhập toàn bộ khu vực này vào Nga. Việc kiểm soát thành phố mà phương tiện truyền thông Nga gọi là cửa ngõ vào Donetsk sẽ cho phép Moscow phá vỡ nghiêm trọng các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và thúc đẩy chiến dịch chiếm thành phố Chasivka, nơi nằm trên vùng đất cao hơn, có khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn. Việc cắt đứt khả năng tiếp cận mạng lưới đường bộ của quân đội Ukraine ở khu vực lân cận sẽ khiến quân đội Ukraine khó giữ được các vùng lãnh thổ ở hai bên Podolsk. Điều này có thể cho phép Nga củng cố và tiến ra tiền tuyến. Ukraine làm gì để bảo vệ Podolsk? Tổng thống Zelensky gần đây đã cảnh báo tình hình gần với Podolsk là khó khăn, đồng thời cho biết vào ngày 26 tháng 8 rằng Ukraine đã quyết định tăng cường hơn nữa lực lượng của mình ở khu vực Podolsk. Ông Zelensky cho biết khu vực này đang phải đối mặt với làn sóng tấn công dữ dội nhất của Nga, nhưng ông cũng dự đoán Nga sẽ phải hy sinh hàng chục nghìn quân để đạt được mục tiêu của mình. Khu vực xung quanh Podolsk là nơi có nhiều cơ sở công nghiệp khác nhau mà quân đội Ukraine có thể sử dụng để đào hào và bảo vệ thành phố, mặc dù Nga có thể sẽ sử dụng bom lượn có sức tàn phá lớn để chống lại họ. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đang cố gắng mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ mà họ đã chiếm được ở khu vực Kursk phía Tây Nga. Sau khi tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 6 tháng 8, một trong những mục tiêu đã nêu của hoạt động đó là cố gắng buộc Nga phải chuyển hướng lực lượng của mình khỏi mặt trận phía đông để giảm bớt áp lực cho những nơi như Podolsk. Như Tổng tư lệnh Ukraine ngày 27 tháng 8 cho biết, Moscow đã hiểu mục tiêu của Kiev là tiếp tục tập trung nỗ lực vào Podolsk, nơi ông cho biết các đơn vị có năng lực nhất của Nga đang tập trung. Ông Skinky cho biết lực lượng Ukraine đang tích cực triển khai công tác kỹ thuật tại các vị trí phòng thủ trong khu vực. Podolsk hiện nay trông như thế nào? Quốc kỳ Ukraine vẫn tiếp tục tung bay trên Podolsk và một số cư dân tiếp tục di tản về phía Tây bằng đường sắt và đường bộ, trong khi những người khác cố gắng tiếp tục cuộc sống thường ngày và không muốn rời đi. Trong chuyến thăm Podolsk vào ngày 23 tháng 8, các phóng viên của hãng thông tấn Reuters đã thấy nhiều tòa nhà bị đóng ván che cửa sổ, bao gồm cả Đại học Kỹ thuật Quốc gia Donetsk, nơi các bậc thang bị phủ đầy gạch vụn và mảnh vỡ sau cuộc tấn công mà các quan chức cho biết là do tên lửa của Nga tấn công vào đầu năm nay. Các tòa nhà khác bị thổi bay cửa sổ và mái nhà, ban công và mặt tiền bị hư hỏng nặng, tiếng pháo kích thỉnh thoảng vang lên từ xa khi những người phụ nữ về hưu bán rau trên phố và một cửa hàng thực phẩm đã dọn sạch các kệ hàng trước khi đóng cửa. Thống đốc khu vực Donetsk cho biết, tính đến ngày 19 tháng 8, có khoảng 4.000 trẻ em trong số 53.000 người vẫn đang sống ở khu vực Podolsk. Ông đã ra lệnh sơ tán trẻ em khỏi Podolsk và vùng lân cận vào cùng ngày. Người dân cho biết điện và nước đã bị cắt từ lâu. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!